Chào các bạn, bây giờ đã trưa rồi, những con mình đi ôn, đi học. Cháu chưa về cho nên chưa ăn cơm được các bạn ạ. Thì năm 2023-2024 là một năm có rất nhiều những cảm xúc, những trải nghiệm cho anh em làm vải. Về vấn đề làm hoa, làm lộc. Chuyển thành hoa như thế nào? Thôi vấn đề làm hoa, mình tạm gác sang. Vải bây giờ đã giai đoạn đậu hoa, đậu quả rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ video làm quả non. Để làm dẫn chứng, mình sẽ trèo lên tất cả những cây vải đã đậu quả nhà mình. Thứ nhất, đây là cây vải u trưng trắng. Mình hay gọi là vải tháng 3 hoặc là cách gọi riêng của mình là vải che nhà đã đậu quả các bạn nhé. Các bạn nhìn hoa trắng xóa, các bạn nghĩ chưa đậu không phải đâu, đậu quả rồi. Vậy cấu tạo của cây vải thế nào, hoa nào? Hoa thì có 3 loại: hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính. Nhiều anh em mà các bạn mà không biết hoa đực, hoa cái như nào thì đơn giản không thôi. Cái hoa đực là nó có các nhụy, các hạt phấn đấy, tự nhiên mình quên, xòe ra. Phải nhụy nhỉ? Xòe ra thì có phấn. Còn hoa cái nó có cái vảy, gọi là cái nhụy để đón hạt phấn. Đấy. Và nó đậu quả như nào? Là cái nhụy đó bắt đầu khô, quả xanh xanh là đậu quả. Các bạn nhìn đây, vại nhải nhụy toàn hoa cái rồi. Nhưng mà những cái hoa này là hoa không đậu nhé. Hoa là đậu nó thò hẳn ra, nó lòi ra rồi. Đây, mình ví dụ hoa đậu đây. Hoa hoa đậu đây nhé, đây này. Đã đậu quả các bạn nhé, đây này. Đấy. Cái nhụy của nó lòi ra. Nó đã khô. Và cái quả đã lệch sang một bên, đã vẹo rồi, đây. Đã đậu quả rồi. Các bạn nhìn chùm này nhé. Đã đậu đậu quả rồi. Bởi vì một tay mình cầm rồi. Đây, những quả nào vẹo lên nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy vẹo xanh xanh ấy, là quả đã đậu. Các bạn, đặc biệt các bạn làm cây vải u hồng, vải sớm, các bạn rất quan tâm là làm thế nào cho cây vải nó đậu quả. Vậy chúng ta muốn cây vải nó đậu quả là chúng ta làm cho có hoa vải nó ra ngắn, nó sẽ sai chùm và nó đậu quả hơn. Úi rồi, bọt xít nhiều quá các bạn ạ, kìa, bọt xít đầy rồi. Đấy. Vậy làm thế nào để hoa ngắn? Thì nó có kỹ thuật. Thứ nhất là chúng ta khoanh cái lá vải khi nó bánh tẻ, chứ đừng khoanh lá già, hoặc hơi khoanh non một chút. Để đảm bảo chúng ta khoanh bánh tẻ là chắc chắn nhất, khoanh non vải dễ chết. Còn nếu vải chúng ta đến mùa mà chúng ta chưa đến, mà muộn rồi chúng ta khoanh non thì chúng ta lưu ý phải tưới. Vậy thứ nhất là kỹ thuật khoanh khi lá như thế nào. Thứ hai, các bạn khoanh rộng. Khoanh rộng thì cây vải, đặc biệt là khoanh non, lại càng nguy cơ chết cao hơn. Nhưng nếu chúng ta khoanh rộng rồi chúng ta tưới giữ ẩm thường xuyên thì cây vải sẽ không chết. Vậy hai kỹ thuật là: một là khoanh khi lá bánh tẻ và hơi non, và khoanh rộng thì cây vải sẽ hoa ngắn và nhiều hoa cái. Thứ hai, khi chúng ta khoanh tương đối non và khoanh rộng hoặc khoanh lá bánh tẻ thì cây vải nó sẽ liền chậm, nó khó liền. Và khi cây vải nó chưa liền thì hoa nó cũng rất là ngắn, cho nên hệ quả của nó là nó nhiều hoa cái. Và chúng ta tính toán làm sao khi cây vải đậu quả thì bắt đầu liền. Mình ví dụ cái đường khoanh này. Đấy. Chúng ta nhìn thấy đã đậu rồi thì bắt đầu đường khoanh nó bắt đầu liền đây. Nó liền không đều, nhưng rưỡi này bắt đầu nó liền dần. Đấy. Đây là cách tính toán của mình. Dù đường khoanh mà rất rộng nhưng bắt đầu liền. Và nó liền chậm chậm. Còn nếu như đường khoanh của các bạn, đây đường khoanh là rất rộng nhưng mà chỗ nó bắt đầu liền dần. Nếu đường khoanh chúng ta liền một cái mít mịt mịt mút một mụp ra xong ngay thì cái hoa nó lại dài. Khi cái hoa nó dài, hệ quả của nó là vải chúng ta không đậu quả và nó rụng. Kể cả đậu quả xong rồi, nó rụng sinh lý rất là nhiều. Đấy. Vậy chỉ có một nguyên nhân đơn giản là chúng ta khoanh đường khoanh rộng và khoanh lá bánh tẻ và lá còn non. Còn nếu các bạn khoanh rộng sợ chết, khoanh non sợ chết thì các bạn khoanh hẹp, khoanh vừa phải, tùy với khả năng chăm sóc của các bạn. Ví dụ, ôi trời,
Ví dụ vải đồi, vải nơi không chủ động được nước thì chúng ta khoanh hẹp vừa phải. Nhưng khi chúng ta khoanh hẹp vừa phải thì chúng ta phải khoanh lại hai lần. Khi vải nhú đều hoa 3-5 phân, rõ ràng là hoa, thì các bạn tiến hành khoanh mịn lần thứ nhất. Tính là khoanh lần thứ hai nhưng là khoanh mịn lần thứ nhất. Khi cái vải ra đều và 3-5 phân thì chúng ta tiến hành khoanh mịn. Vậy khoanh mịn là khoanh như thế nào? Là khoanh như sau. Chúng ta đặt một con dao sắc. Mình ví dụ như đây. Chúng ta đặt dao sắc ở mép dưới, chúng ta cưa một cái, hoặc chúng ta lấy cái liềm chấu, cái liềm nó căng răng cho kéo nhẹ một cái. Nó chỉ hơi mất một chút cái đường dưới nhá, đừng khoanh đường trên. Chúng ta khoanh mịn đường dưới này. Khi vải ra hoa đều thì chúng ta tiến hành khoanh mịn. Khi chúng ta khoanh mịn thì cây vải nó sẽ cắt đứt được cái đường dinh dưỡng khoảng độ 1 tuần đến 10 ngày. Vậy trong 1 tuần đến 10 ngày đấy, đáng nhẽ cây vải nó ra lọc vải, hoa vải nó ra rất nhanh, nhưng vì cắt đứt cái đường dinh dưỡng mấy ngày thì nó cũng tạo điều kiện cho hoa vải nó ngắn và nó đậu quả như mình vừa nói. Các bạn xem tiếp những chùm hoa vải như mình. Vì hoa vải mình nó chưa liền, các bạn đây đừng trông tán. Hoa cái rất nhiều đây nhá, cây này nó rõ ràng là hoa cái đây. Đây, hoa rất ngắn, hoa cái cực nhiều luôn. Đây là hoa trong tán nhé. Đây là những cây lộc muộn. Bởi đây là cây mình chiết. Hoa cực đẹp luôn. Đấy. Đấy. Những cây này chưa đậu quả bởi vì vòi nó còn xanh. À còn trắng. Đây. Đấy, vòi còn trắng. Đấy. Ong bướm rất là nhiều. Và khi chúng ta khoanh mịn, khoanh hẹp, đường khoanh không rộng, thì chắc chắn chúng ta khoanh mịn lại nó chỉ cản trở được có mấy ngày. Cứ gọi là một tuần đi. Hoặc là gọi là một tháng đi. À quên. Một tuần đến 15 ngày đi. Hai tuần. Thì sau này khi vải đậu quả xong thì chất dinh dưỡng nó vẫn lên rất mạnh. Khi chất dinh dưỡng lên mạnh, hệ quả của nó là gì? Là cây vải lại chuyển sang quá trình có nhu cầu sinh trưởng hơn là nhu cầu sinh sản, là nuôi hoa nuôi quả, thì nó lại nguy cơ rụng. Chúng ta lại khoanh mịn lần thứ hai. Tức là chúng ta khoanh tính ra là lần thứ ba, nhưng gọi là khoanh mịn lần thứ hai. Khi quả vải nó ra đậu quả ổn định, nó to bằng cái đũa và bằng ngón tay, chúng ta khoanh mịn lần thứ hai. Thì nó cản trở quá trình trao đổi chất mạnh, thì nó giúp cho quả vải đậu hơn. Đây là chúng ta dùng kỹ thuật vật lý. Đây là những cây cành vải mình đã chiết, cụt hết cả cây. Bơ ra lại hoa, các bạn nhìn này, hoa nó tuyệt vời chưa? Đấy, hoa nó tuyệt vời chưa? Đấy. Đấy, bắt đầu nở hoa cái trước đấy. Hoa cực kỳ mũm mĩm, cực kỳ đẹp. Đây. Đấy. Cả ban này mình chiết cụt hết, nó hở ra này. Bởi vì nó ra lộc nhiều, một lộc non này các bạn nhìn này. Nó ra một lộc đến 20-30 phân. Chúng ta khoanh mịn lần hai. Vậy là kỹ thuật khoanh chúng ta có sử dụng kỹ thuật như sau. Thứ nhất, khoanh lộc bánh tẻ. Thứ hai là khoanh non. Thứ ba là khoanh rộng. Tính toán làm sao khi vải đậu quả phải liền. Đấy. Tiếp theo, không dám khoanh rộng. Nhưng khi chú ý khoanh lộc non và khoanh lộc bánh tẻ mà khoanh rộng. Trong thời gian trời khô hanh, chúng ta phải lưu ý tưới. Liệu ai dám khoanh một đường khoanh to gần một ngón tay cái mình chưa? Cái này gần 2 phân. Chúng ta lưu ý tưới thì cây vải không chết. Còn nếu các bạn mà không dám khoanh rộng mà khoanh hẹp thì chúng ta khi ra hoa đều. Đây đậu rồi nhá. Đây đậu quả rồi. Khi ra hoa đều. Mũ rồi, mình không đội mũ rồi. Sắp điện thoại mình giờ này rất kém nhá. Mà khi xem cái gì đó đang xem tự dưng nó thoát mất cơ, nó bị sập nguồn. Khi ra hoa đều, các bạn phải khoanh lại. Đây nhá, cành này trong cái cành này nhá. Đây cành. Các bạn nhìn này, cành mình vừa rung nhá. Đây. Đây, vừa rung chính cành này nhá. Đây. Khi đậu quả bắt đầu liền này. Đấy, bắt đầu liền. Khi ra hoa đều
các bạn phải khoanh lại. Và khi quả đậu xong ổn định, bắt đầu liền này, với những đường liền rất là ít, đấy dưới bụng nó bắt đầu liền. Và được khi đậu quả bằng cái đầu đũa hoặc ngón tay nhỏ này này, chúng ta khoanh mịn lại lần thứ hai. Khoanh mịn lần thứ hai. Bây giờ mình ra lấy thang. Còn mà các bạn nhiều vườn không muốn khoanh thì chúng ta dùng hóa chất. Dùng hóa chất là gì? Chúng ta sử dụng phân. Khi vải chúng ta ra hoa đều, các bạn phun một trong các sản phẩm dầu lân và kali, ví dụ như là MKP. Đây, bắt đầu liền nhá, bắt đầu đậu quả liền nhá. Đấy, MKP 2, NPK dầu lân và kali, ví dụ 7544. Thứ ba, chúng ta dùng sản phẩm dầu lân, ví dụ lân 86. Chúng ta cũng ức chế được quá trình hòa nó quá dài. Đã xong, đã hết rồi. Bây giờ mời các bạn đi xem cái vườn nhà mình. Đây, cây chuyển hoa thành công của năm 2023-24 đây. Từ cái video này, bây giờ ảnh hưởng đến quá trình làm vải của người Lục Ngạn. Mình chuyển hoa thành, lộc thành hoa thành công. Anh em bán thuốc và một số anh em cũng chuyển, cuối cùng dụng hết hoa hết lộc. Các bạn phun không đúng thời điểm. Đây, sang u hồng. Đây u hồng nhé. U hồng bây giờ đang nở hoa cho nên chưa bị liền. Điện thoại mình sắp hỏng rồi này. Đây, u hồng đây nhá. Đấy, các bạn quan sát những cây u hồng của nhà mình chưa liền, bởi vì nó chưa nở gì nhỉ, mà cũng gần liền rồi. U hồng này quá khỏe. Đây, cây này gần liền. U hồng này liền mạnh hơn tháng 3. Còn vì sao u hồng liền mạnh hơn tháng 3? Bởi vì cây này nó còn nhỏ. Và các bạn nhìn lộc lá nó tốt như này. Đấy. À, lưu ý, trên này có một ngọn da lộc, mình không khoanh. Đây, các bạn quan sát lại, em phải bảo mình nói không chính xác nhá. Mình vừa nhìn thấy xong mình phát hiện cả nhà khoanh đây này. Đây nhá, mình viết lên này. Đây. Những cành bé bé mình chưa lấy quả cho mình không khoanh. Chứ không phải mình để cành thở nhá. Mình không khoanh thôi, đây chính là cái này. Nó ra lộc, tự dưng mình thấy ngọn con lộc. Còn mình đã khoanh thì vải mình chỉ có ra hoa đấy, không ra lộc đâu. Đây, mình đứng lên. Đấy, chính là ngọn con lộc rồi này. Đấy, đấy cái ngọn này mà. Đây, các bạn nhìn xét mình vừa kéo tận đây này. Đấy, cành con này. Đấy, nhớ cành này ra lộc đây. Đấy, đấy, cành ra lộc. Ôi, đứng hơi gần rồi. Hơi gần đi. Ôi, thì mình lôi lại một chút nhá. Gần quá bị hoa nó dính vào, mình không mang mũ. Đấy. Đây, u hồng thì lộc hoa nó dài hơn, đường nhanh liền hơn. Bởi vì u hồng là cành tơ, cây nó khỏe. Nhìn các bạn nhìn lộc này. Đấy. Đấy. Năm thứ hai mình lấy quả, các bạn nhìn 3 lần lộc này. Sau thu hoạch xong quả nhá, đây này. Đấy, 3 lần lộc nó dài mênh mông này các bạn. Đấy. Cho nên cây nó khỏe hơn. Đấy, cho nên cây nó khỏe hơn. Đấy, các bạn nhìn hoa này. Đấy. Còn cây bên này là tháng 3 mình chiết, thế là hoa nó ra lại lập. À còn đây, hôm nọ mình quay cây này đây. Tại sao trên một cây cùng một đường khoanh mà cây ra hoa, cây lại ra lộc? Đây chính là thanh hà đây. Đấy, thanh hà đây. Còn u hồng đây, đấy. Tất cả đường khoanh đều chưa liền. U hồng này đường khoanh hơi liền rồi. Bởi vì u hồng nó quá khỏe. Cây tơ mà. À thì ở đây mình mời các bạn xem mấy cây thanh hà mình nhé, mấy cành thanh hà này. Đấy. Vậy là mấy hôm nọ mình quay thì chưa ra lộc, lộc kẹp hoa, nhưng nay ra lộc hẳn rồi. Để hoàn toàn do thời tiết nhé. Đây mình quay cái đường khoanh ở dưới xem nào nhé. Trực tiếp đường khoanh thanh hà này luôn. Trực tiếp đường khoanh thanh hà. Cháu mình sẽ về muộn thế. Mình khoanh không ấy nhỉ? Đây. Không khoanh thì hay không khoanh nhỉ? Đây nhá, cây thanh hà ra lộc nhá. Hình không khoanh sao? Mình xem này. À có khoanh các bạn ạ. Đây. Có khoanh. Đây. Ấy. Chưa liền. Thế mà nó ra lộc. Ấy, như dưới nó chấm liền. Đấy. Vậy là
với cây u hồng lộc còn non này, mà cây khỏe này mình khoanh là chưa đạt, phải khoanh rộng tí. Vẫn bị ra lộc. Đấy, vẫn bị ra lộc một chút mà đã đường khoanh chưa đạt. Đấy. Vậy là cây tháng 3 của mình khoanh với cái đường khoanh của u hồng, nhưng tới bây giờ u hồng ra hoa dài hơn thì rõ ràng ở đây là sức sống của cây tháng 3 nó không mạnh bằng sức sống của cây u hồng. Vì u hồng này là cây tơ, còn tháng 3 là cây già quá rồi, cho nên đường khoanh đó là phù hợp với tháng 3, nhưng đường khoanh này lại chưa phù hợp với u hồng, cho nên u hồng hoa vẫn rất là dài. Đấy. Bây giờ mình quay tiếp cây này. Cây này mình cũng hay quay. Thôi trên ngọn mông lên đấy nhá. Đây, có đang nặng bề thang rồi. Đây. Đặt đây nhá. Đây, bề thang đây. Năm 2023 các bạn biết rồi, hoa vải u hồng mất, ra bị sâu rụng hết quả. Nhà mình không rụng. Đây các bạn nhìn này. Mặc dù hoa rất dài nhưng hoa cái cực nhiều luôn. Nở một cái ra hoa cái, chứ không phải hoa đực. Mặc dù hoa rất dài. Đây, toàn hoa cái. Toàn hoa cái. Đây, toàn hoa cái nhé. Vài hoa cái nở trước mà trong khi đó chưa có hoa đực. Đấy. Vậy mình đang nói về dùng hóa chất. Đây, bên này lại là tháng 3. Mình đang nói về hóa chất, đó là chúng ta mới dùng cái kỹ thuật là ức chế để cho hoa nó không dài, để cho quả nó đậu hơn. Mình nói chưa hết. Đấy, mình nói chưa hết. Vậy trong quá trình trước khi nở hoa như này, chuẩn bị nở hoa cái, nhưng bây giờ nở rồi không phun gì nhé, phun vào nó hỏng hết hoa. Trong giai đoạn nở hoa cái chúng ta không phun gì hết, phun vào nó làm cho hóa chất, nó làm cho quá trình thụ phấn, hạt phấn nó bị hỏng. Thì chúng ta phải phun trước nhé, phải phun trước. Trong giai đoạn nở hoa cái tuyệt đối đừng phun cái gì, trừ trường hợp trước chúng ta không phun được. Bây giờ sâu bệnh nặng quá chúng ta phải phun thôi. Đấy. Vậy là ngoài khoanh này, khoanh lọc bánh tẻ này, phun các dòng phân dầu lân và kali này để cho vải nó ngắn hoa này, nó đậu quả hơn. Thì trước khi ra hoa, chúng ta làm kiểu gì làm trước khi nở ra nở hoa cái, cố gắng phun một lần thuốc sâu và thuốc bệnh. Và một sản phẩm có dầu, có bo và canxi, nó giúp cho hoa vải đậu hơn. Còn về giải thích chắc các bạn cũng không muốn nghe bởi dài quá. Đây nhé, đậu quả nhé. Bo và canxi nó rất tác dụng cho vải độ phụ phấn, nhưng nhớ là chúng ta chỉ phun một lần thôi nhé. Còn bo và canxi nếu các bạn cẩn thận đầu tư được thì khi nở hoa đều, ra hoa đều chúng ta phun một lần, và nở hoa chúng ta phun một lần, và đậu quả phun một lần nữa, lại có thể phun ba lần. Nhưng mà thôi, cố gắng phun đến một lần khi chuẩn bị nở hoa cái, nó giúp hoa vải chúng ta ra hoa đậu quả được tốt hơn. Còn cây này đã đậu rõ đây. Cây này nhé, mình dùng cây này rõ nhất à, cả vườn mình. Đó. Đây, quả vải đây nhé, đây. Xanh lét rồi. Khi đậu quả chỉ cần vòi khô là chúng ta phun nước sâu nước bệnh rồi nhé, bởi vì nó đã thụ phấn xong rồi. Đây, và lưu ý những quả một quả nhé, còn quả hai quả là không đậu đâu. Đây, tất cả đều chỉ một quả. Chùm này chỉ cần 5 quả thôi, là ăn rồi, đây. Đấy. Và quả này đang lệch dần đây. Đấy, các bạn nhìn này. Ôi trời, điện thoại mình làm sao này? Hỏng rồi các bạn ạ. Không nét được này. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhé, đây này. Thôi mình cứ, các bạn nhìn thấy không? Mình nhìn thấy để thấy mờ mờ phải không? Cỏ nó đấy, đậu nhá. Đấy. Đây đậu hết rồi. Đấy. Đấy, đều đậu hết rồi. Thôi mình dừng video nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Tóm lại là như sau. Để cây vải đậu quả và hạn chế rụng sinh lý là chúng ta dùng kỹ thuật vật lý là khoanh rộng.
để vải không ra lầm. Khi ra hoa, hoa không quá dài. Khi khoanh rộng, cây vải nguy cơ chết rất cao, là các bạn thường xuyên tưới những ngày trời khô hanh. Khi cây vải không chết mà trời khô hanh chúng ta tưới được, nó sẽ không bao giờ bị ra lộc, kể cả bén trời mưa nó không bao giờ ra lộc. Đến thời gian ra hoa nó sẽ ra hoa. Hoa không quá dài thì sẽ đậu quả tốt hơn. Đấy là khoanh rộng. Còn nếu không khoanh rộng, khoanh hẹp thì khi ra hoa đều chúng ta phải khoanh lại một lần. Đậu quả xong ổn định bằng cái đũa hoặc ngón tay út, chúng ta khoanh lại lần hai. Đây là khoanh. Còn dùng hóa chất, khi ra hoa đều các bạn phun cho một lần sản phẩm dầu lân kali. Đậu quả chúng ta vẫn có thể phun lần nữa. Ngoài ra chúng ta chú ý thuốc sâu thuốc bệnh, đặc biệt cố gắng khi vậy điện thoại mình hỏng thật rồi. Xong mở cái này. Đặc biệt khi vải chuẩn bị nở hoa, chúng ta phải phun được sâu thuốc bệnh và phun cho một lần thuốc phân bón lá có bo và canxi. Cái điện thoại mình có vấn đề mình dừng nhé, không nói lại mãi thế thôi nhé. Cảm ơn các bạn xem video, chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, chúc với gia đình nhé. Mình dừng video tại đây. Điện thoại mình làm sao rồi, chắc phải ra hiệu chỉnh thôi.